Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay thứ Tư ngày 18 tháng 12, chúng tôi sẽ phản ánh một số nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị khán giả, chiều nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Sự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn, Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, những chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, nhằm tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, xây dựng mối quan hệ giữa các thế hệ đi trước với những người đang công tác ngày càng gắn bó sâu sắc hơn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du khẳng định, trải qua chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần cùng cả dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thế hệ chúng ta hôm nay cần khắc sâu công ơn của các thế hệ đi trước, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước, bảo vệ nền hòa bình, độc lập dân tộc, xây dựng đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể cũng vừa tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện đã đạt được, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện cũng đề nghị các cán bộ nghỉ hưu tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ, sức lực của mình, góp phần xây dựng quê hương Ba Bể ngày càng giàu mạnh. Hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo thành phố Bắc Cạn đã đi thăm một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trong đó, gia đình ông Hà Phúc Nhiếp là thương binh, ông Vũ Hồng Khanh bị nhiễm chất độc hóa học trú tại phường Sông Cầu, ông Phạm Thanh Bình và ông Phùng Thế Hanh bị nhiễm chất độc hóa học trú tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn. Tại đây, lãnh đạo thành phố Bắc Cạn đã ân cần thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu, mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế. Tại huyện Chợ Mới, lãnh đạo huyện đã đến thăm và tặng quà cho 20 gia đình chính sách là mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh, cuộc sống của các đối tượng, đồng thời mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương là những tấm gương sáng, vận động cháu con chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các đồng chí lãnh đạo huyện Chợ Mới cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo cuộc sống cho các đối tượng chính sách, kịp thời giúp đỡ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tối hôm qua, huyện Bắc Nạm tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều tiết mục văn nghệ với các hình thức thể hiện khá sinh động đã được trình diễn tại đêm giao lưu này. Nội dung các tiết mục chủ yếu là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và anh bộ đội Cụ Hồ. Nhiều tiết mục được tập luyện dàn dựng công phu đa dạng đã tạo bầu không khí phấn khởi, hào hứng cho cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân trên địa bàn huyện.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Đồn khóa 19 đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn đến dự. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12. Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe một số báo cáo tờ trình quan trọng như báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo tình hình thu chi ngân sách địa phương năm 2019, phân bổ dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020, báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, thông qua một số tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, thông qua một số nghị quyết của kỳ họp và làm công tác cán bộ. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Chợ Đồn năm 2019, nhất là trong việc xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Điều này thể hiện rõ vai trò, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ. Tại kỳ họp lần này, đồng chí mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục thảo luận, đề xuất các ý kiến để thực hiện có hiệu quả hơn các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Tại huyện Bắc Nạm, đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến dự kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 của huyện. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Nạm đã thông qua 6 nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2020, nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020, nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐ-NG ngày 17 tháng 2 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện, nghị quyết về hoạt động chủ yếu của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2020, nghị quyết về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án năm 2020. Cũng trong buổi sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Cạn đã khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Cạn khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thảo luận đối với 18 báo cáo trình kỳ họp và ban hành 8 nghị quyết có liên quan. Trong đó tập trung phân tích đánh giá báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020, tình hình thu chi ngân sách địa phương năm 2019, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2020, các báo cáo công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, thi hành án dân sự thành phố. Kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Cạn năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Cạn về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc với chính quyền thành phố. Dự kiến kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Cạn khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ bế mạc vào chiều mai 19 tháng 12. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Mới khóa 4 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Mới cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân huyện, thực hiện chất vấn đối với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. Nhất trí thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nghị quyết về phương án phân bổ thu chi ngân sách địa phương năm 2020, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm sáng kiến giải pháp cải cách hành chính tỉnh Bắc Cạn năm 2019. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đến dự. Sau khi phát động, cuộc thi tìm sáng kiến giải pháp cải cách hành chính đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan đơn vị. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được gần 170 bài dự thi, trong đó có 58 bài của tập thể và trên 100 bài cá nhân. Nhiều bài dự thi có hình thức trình bày đẹp, công phu, sáng tạo, nội dung có tính mới, có khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Qua đánh giá, ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.
trao 3 giải cá nhân gồm 1 giải nhì, 2 giải ba. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về sáng kiến, đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng Zalo của nhóm tác giả Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Giải nhì cá nhân thuộc về sáng kiến, mô hình ngày không viết và ngày không hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện của tác giả Nông Thị Diệp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Na Rè. Qua cuộc thi đã góp phần nâng cao sự hiểu biết về cải cách hành chính và rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước. Ngày 17 tháng 12, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành quyết định công bố dịch cúm gia cầm H5N6 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông. Trước đó, từ ngày 11 tháng 12, đàn gà của hộ gia đình ông Bùi Văn Nhuận, phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông có biểu hiện ốm và bị chết 21 con trên tổng đàn 100 con. Ngày 15 tháng 12, Chi cục Chăn nuôi Thú y đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bạch Thông tiến hành kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm gia cầm, cúm AH5N1. Đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm type A gây ra. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh và có thể lây sang người. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Thông đã ban hành quyết định số 2405 công bố dịch cúm gia cầm, cúm AH5N1 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông. Vùng bị uy hiếp gồm các phố còn lại của thị trấn và hai xã Phương Linh, Tú Trĩ. Vùng đệm gồm các xã Sĩ Bình, Tân Tiến, Vi Hương, Lục Bình. Huyện cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy ngay đàn gà mắc bệnh và những đàn gà của các hộ dân khác trong phạm vi 300m của vùng có dịch và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành khoa học công nghệ cũng đã có nhiều bước tiến vượt bậc, trong đó đáng chú ý là ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ cao ra đời, đáp ứng nhu cầu về kinh doanh, sản xuất, học tập, làm việc của người dân. Tuy nhiên, đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Bắc Cạn, thì việc ứng dụng những sản phẩm này vào thực tiễn còn nhiều thách thức. Được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà lưới đa năng và chuyển giao công nghệ, năm 2017, mô hình sản xuất rau công nghệ cao của gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn ra đời. Nhờ sử dụng mái che tránh mưa và hệ thống vòi phun nước tự động, nên rau của gia đình bà Minh phát triển rất tốt, hiệu quả kinh tế mang lại gấp từ 2 đến 3 lần so với trồng ngoài trời. Tuy hài lòng với kết quả này, song bà Minh vẫn gặp không ít lúng túng vì khả năng ứng dụng công nghệ cao và sản xuất rau còn hạn chế. Bên cạnh đó, thị trường chưa rộng mở nên sản phẩm rau an toàn của gia đình bà vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vì bây giờ mình cũng toàn là ra thị trường bán thôi chứ chưa có chỗ để bán, nên họ cũng chả biết đến là rau sạch hay rau bẩn đâu. Thì mình cũng cứ bán ở ngoài chợ thôi. Đâm ra thì nó tùy từng lúc, có lúc thì nó mình trồng được trái mùa thì đắt, có lúc thì trồng nó cùng nhau thì đi bán, đông người bán thì nó lại rẻ. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn còn rất khiêm tốn. Trong các khâu của quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, phần đa vẫn còn được thực hiện thủ công, chưa tự động hóa, do đó dẫn đến năng suất và chất lượng sản phẩm chưa cao. Ngoài những nguyên nhân như thiếu nguồn nhân lực trình độ cao, thiếu đất sản xuất, thì việc phải bỏ ra nguồn kinh phí lớn để mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ cao vào sản xuất đã khiến nhiều người e ngại. Bây giờ để ra một cái hệ thống rau sạch mà toàn bộ là tự động như thế này thì bà con sẽ rất khó. Bây giờ nhu cầu đi vay mà trong thứ nhất là luôn luôn là phải có cái gì thế chấp, mà thật ra bà con nông dân chúng ta thế chấp nhiều thì lấy đâu ra để mà đầu tư. Không chỉ được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, ngày nay sự phát triển mạnh của ngành khoa học kỹ thuật đã cung cấp cho thị trường những mặt hàng, sản phẩm công nghệ hiện đại để phục vụ cho sản xuất công nghiệp và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của cuộc sống, như ứng dụng vào việc học tập, giải quyết công việc, giải trí, vân vân. Trong đó, các doanh nghiệp điện tử công nghệ cũng xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Tuy nhiên, đối với thị trường trong tỉnh, việc kinh doanh các mặt hàng hiện đại này cũng gặp phải không ít khó khăn. Thì khó khăn hiện tại là thứ nhất là cái nguồn lao động ở tỉnh mình là nó không sẵn. Và thứ hai là cái nguồn lao động mà có tay nghề thì lại nó không có, hiếm. Thứ ba nữa là tức là cái nhu cầu ở tỉnh mình là nó chưa được cao, thế đâm ra là nó rất là khó khăn cho đầu ra của sản phẩm. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư các thiết bị công nghệ cao vào sản xuất, qua đó giúp tăng doanh thu đáng kể. Tuy nhiên, đối với những hộ dân và doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ hay các đơn vị gặp khó khăn về tài chính, thì việc đầu tư mua sắm các thiết bị công nghệ cao cũng hạn chế.
Do vậy, làm thế nào để nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn tỉnh thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ cao là bài toán đang đặt ra cho tỉnh Bắc Cạn hiện nay. Những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cho chương trình giảm nghèo đã được huyện Bạch Thông tập trung triển khai và đã đem lại những kết quả đáng mừng. Số hộ nghèo của huyện đã giảm rõ rệt theo từng năm, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mỹ Thanh là một trong những xã nghèo của huyện Bạch Thông. Đến nay, tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã vẫn là đường đất. Do vậy, việc đi lại giao thương buôn bán của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Kết thúc năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã vẫn còn ở mức 38%, một thôn chưa có điện lưới quốc gia. Xác định hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, xã đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện một số mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như mô hình trồng mơ, trồng chít, rong giềng, trồng rừng, chuối tây, nuôi gà thả đồi. Từ việc thực hiện hiệu quả chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cũng như chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xã đã có được kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo. Về công tác giảm nghèo thì ngay từ đầu năm thì xã, lãnh đạo xã đã xây dựng, chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn toàn xã hiểu được ý nghĩa, phân tích cho người dân hiểu được đấy là về cái thực hiện cái chính sách giảm nghèo thì cơ bản là cũng thực hiện đúng theo cái lộ trình kế hoạch đề ra của xã. Những kết quả mà xã Mỹ Thanh đạt được trong công tác giảm nghèo cũng đã thể hiện phần nào hiệu quả các biện pháp mà huyện Bạch Thông đã chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo thời gian vừa qua. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, huyện đã tập trung vào các nội dung chủ yếu như tạo việc làm cho lao động địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, xây dựng các vùng chuyên canh nông nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tạo việc làm cho trên 1.000 lao động, hình thành nhiều vùng chuyên canh như trồng cây cam, quýt tại các xã Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong, trồng rau màu tại các xã Sĩ Bình, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, trồng cây công nghiệp ngắn ngày tại các xã Cao Sơn, Vũ Muộn. Bên cạnh đó, huyện còn khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, cá để từng bước nâng cao thu nhập. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm dần qua các năm. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bạch Thông chỉ còn 17,46%, giảm 2,31%. Hộ cận nghèo là 10%, giảm 1,6% so với năm 2018. Từ 19,7% của năm rà soát năm 2018 thì đến nay qua rà soát thì chúng tôi đã giảm được 2,44%. Thì nằm trong cái khung là giảm từ 2 đến 2,5%. Thì như vậy chúng tôi khẳng định rằng là cái công tác này trước hết là nhận thức của người dân đã có những cái thay đổi và chuyển biến một cách rất là tích cực. Đồng thời là sự hỗ trợ cũng như tuyên truyền của các cấp, các ngành và người dân người ta nhận thức được cái việc giảm nghèo đó là chính là tự bản thân của hộ gia đình, của cá nhân. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của huyện Bạch Thông đã đạt 21 triệu đồng một người một năm, tăng 9 triệu đồng so với năm 2010. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và tiếp cận các dịch vụ y tế. Số hộ nghèo được tiếp cận thông tin đạt 95%, duy trì được 98% hộ nghèo có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tiếp theo năm 2020 thì để mà xác định được cái công tác giảm nghèo chúng tôi vẫn cứ xác định được là đó là một cái nhiệm vụ thường xuyên và liên tục để đảm bảo được cái nâng cao được cái đời sống của người dân, của các hộ dân lên được một bước thì chính là từ cái tổ chức cái sản xuất cho các hộ nghèo làm sao đảm bảo được cái thu nhập để ngày một tăng thêm. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảm nghèo của huyện Bạch Thông cũng còn nhiều hạn chế, nhiều hộ thoát nghèo chưa bền vững, việc hỗ trợ người dân ở những thôn bản vùng sâu vùng xa vẫn chưa hiệu quả, nhiều hộ nghèo vẫn còn trông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước. Do đó trong thời gian tới, giảm nghèo vẫn là một nhiệm vụ được cấp ủy chính quyền địa phương ưu tiên hàng đầu. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam và 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Sáng nay, Công ty Điện lực Bắc Cạn đã tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2019. Hội thao năm nay thu hút được gần 130 vận động viên đến từ các đơn vị trong toàn công ty tham gia thi đấu ở 4 môn là tennis, cầu lông, bóng chuyển hơi và bóng bàn.
Hội thao công nhân viên chức lao động công ty điện lực Bắc Cạn được tổ chức nhằm động viên phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện để công nhân viên chức lao động của các đơn vị trực thuộc công ty giao lưu, góp phần thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và thực thi văn hóa doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, giúp rèn luyện sức khỏe, thể chất, nâng cao đời sống tinh thần của người lao động, góp phần khích lệ công nhân viên chức lao động quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo. Ngày 17 tháng 12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Cạn tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án phát triển thành phố Bắc Cạn giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án điều chỉnh bổ sung chủng loại cây xanh và tuyến đường công trình trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Qua nghiên cứu theo dõi nội dung chi tiết của hai đề án, các thành viên trong Ban Tư vấn Phản biện của thành phố đánh giá cao về ý tưởng, chất lượng nội dung của các đề án. Hầu hết các thành viên Ban Tư vấn thành phố nhất trí các nội dung điều chỉnh địa giới hành chính thành phố và thành lập phường thuộc thành phố, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2045. Đầu tư một số tuyến đường giao thông, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2045. Đầu tư một số tuyến đường giao thông, quy hoạch điều chỉnh xây dựng các trường học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đồng thời cho rằng tính khả thi của đề án sẽ tạo nên những điểm nhấn quan trọng, tạo sự phát triển vượt trội để hướng tới xây dựng thành phố Bắc Cạn. Các thành viên cũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, sưu tầm thêm về số liệu, có những nội dung cần làm rõ và cân đối nguồn ngân sách thực hiện phù hợp nhất. Thành phố cũng nên thực hiện rà soát lại toàn bộ các tiêu chí còn thiếu khi thành phố lên đô thị loại 3 để có cơ sở hoàn thiện toàn bộ nội dung đề án. Đối với nội dung di chuyển trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh, nhà thi đấu và xây dựng trụ sở hợp khối các cơ quan tỉnh, sân vận động, nhà thi đấu, hồ điều hòa, các thành viên Ban Tư vấn cũng bày tỏ băn khoăn, đưa ra một số khuyến cáo, đề xuất thêm một số phương án để lãnh đạo thành phố nghiên cứu, tham khảo thực hiện. Riêng đề án điều chỉnh bổ sung chủng loại cây xanh và tuyến đường công trình trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, các thành viên Ban Tư vấn nhất trí điều chỉnh đề án. Tuy nhiên, về chủng loại cây, dáng hương, nhội và đào phai, qua thực tế triển khai còn gặp vướng mắc. Vì vậy, các thành viên Ban Tư vấn đề xuất lãnh đạo thành phố tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phù hợp. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Cạn tổ chức hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020. Tham gia hội thi có 11 thí sinh. Mỗi người sẽ phải trải qua 3 nội dung thi, gồm thi năng lực hiểu biết về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của đội, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động đội hoặc hiểu biết về những chủ trương đường lối chính sách đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, thi thực hành kỹ năng nghiệp vụ làm công tác đội và phong trào thiếu nhi, thi năng khiếu tổng phụ trách đội về các lĩnh vực nghệ thuật do thí sinh tự lựa chọn như hát, múa, kể chuyện, ngâm thơ. Hội thi là dịp để giáo viên làm tổng phụ trách đội ở thành phố Bắc Cạn thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học. Đồng thời, qua đó phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của mỗi trường, mỗi địa phương trên địa bàn thành phố. Ngày 17 tháng 12, Hội Nông dân huyện Ngân Sơn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai vay vốn với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Ngân Sơn thông qua các tổ liên kết. Nội dung chính trong ký kết thỏa thuận là thông qua tổ liên kết vay vốn, các hội viên nông dân có thể được vay vốn từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt số tiền lên đến 100 triệu đồng mà không cần tài sản đảm bảo, với thời hạn 48 tháng, lãi suất khoảng 0,7% một tháng. Việc hợp tác này nhằm tạo điều kiện giúp hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Liên Việt để phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo cơ hội để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.